Ok và hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là đấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với năm thứ ấn tượng nhất mà mình từng thấy ở trong Minecraft. Và để không mất nhiều thời gian của mọi người thì chúng ta sẽ cùng đến với cái đầu tiên, chính là một cỗ máy command block mà mình cảm thấy rất là ấn tượng luôn. Và mình không thể nào tin được là một thứ như thế này lại có thể tồn tại được ở trong Minecraft luôn đấy. Và nếu như mà các bạn chỉ nhìn sơ qua đây thì khá là khó nhận biết đây là một cái cỗ máy thuộc loại gì. Bởi vì ở trên đây nhá, nó không phải là tiếng Anh mà nó toàn là tiếng Brazil. Đấy, nên là ban đầu mình cũng không biết đây là cái cỗ máy gì cơ. Cho đến khi mà mình nhìn qua cái khu vực lồng này này. Ồ, các bạn nhìn cái lồng này nhá, nó sẽ có một cái khung có vẻ như chúng ta sẽ cần phải thực hiện một thứ gì đó bên trong này này. Sau đó thì mình mới biết được, à thì ra đây là một cái cỗ máy scan. Đó, cái máy scan này nhá, thì khi mà chúng ta xây bất kỳ một cái thứ gì ở bên trong cái cỗ máy này thì nó sẽ scan lại toàn bộ. Đấy, nó sẽ quét toàn bộ nhá. Và sau đó nó sẽ trình chiếu một cái mô hình 3D ở trên cái bàn này. Nếu như mà các bạn nào chưa hiểu đấy thì bây giờ mình sẽ thử làm cho các bạn xem nhá. Và ở đây thì nó đã chuẩn bị sẵn một cái mô hình của con ong. Đó, các bạn nhìn nhá, đây là con ong này. Nhìn thì trông có vẻ khá là xấu nhỉ. Tại sao nó lại xây màu đen bằng bedrock ta? Thôi kệ đi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu scan này. Nào. Đó, các bạn thấy không? Ok, và nó đã scan thành công rồi. Và như bạn đang thấy, đây chính là mô hình 3D của con ong. Ồ, nhìn trông rất là đẹp đúng không? Ok, tiếp theo thì mình sẽ reset lại cái này nhá. Và đổi mô hình sang mô hình của con creeper. Đó, các bạn có thể đấy, đây chính là mô hình của con creeper. Và mình sẽ bắt đầu scan thêm một lần nữa này. Đó, ủa cái máy này nó scan tính ra, scan rất là nhanh luôn nhá. Đó, và sau khi scan xong thì chúng ta đã có được một mô hình của con creeper. Đấy, mặc dù là con creeper này hơi bị lùn. Thề các bạn luôn, nhìn cái con creeper này nhìn nó thiếu canxi vãi cả trưởng. Tại sao nó lại lùn như thế này? Và tiếp theo mình sẽ thử sử dụng những cái block có sẵn ở đây nhá, để xây nên một cái mô hình của một con zombie. Để xem ngoại trừ hai cái mô hình kia thì nó có thể quét được những cái mô hình khác hay không nhá. Ok, vậy là mình đã xây xong mô hình của con zombie rồi đấy. Ờ, nhưng mà nhìn trông cứ sai ở chỗ nào ấy nhỉ. Đây, ok. Và mình cũng không biết phải xử lý cái này như thế nào nữa. Thôi, và bây giờ mình sẽ cứ thử quét xem nhá, để xem sau khi mô hình chúng ta làm xong ấy thì không biết nó có đẹp hay là không nhá. Nào, bắt đầu quét. Và như các bạn có thể thấy, và nó thực sự scan được cái con zombie mà mình xây luôn nhá. Wow, nhìn ngầu vãi trưởng. Ôi, đó. Các bạn thấy không, mặc dù là mình xây nhìn nó hơi bị xấu thật. Nhưng mà nói chung thì cái cỗ máy này nó thực sự scan thành công nha các bạn. Và cái thứ hai, đó là ở trong phiên bản Minecraft 24W14 Potato. Thực sự thì đây sẽ là một phiên bản khiến cho mình cảm thấy rất là ấn tượng. Bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều những thứ mà mình chưa từng thấy bao giờ ở trong Minecraft. Nhưng mà trong số những thứ linh tinh này có hai thứ khiến cho mình cảm thấy rất là thú vị. Đầu tiên đó là cái Lasting Potato. Tiếp theo đó chính là cái Floater. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với cái Lasting Potato. Thì cái này đây nó sẽ giống như kiểu là cái mod móc treo, nhưng mà phiên bản của chính Mojang làm nha. Tác dụng chính của cái item này đó là nó sẽ giúp các bạn có khả năng bay qua bay lại giữa các đỉnh núi hoặc là những cái cây ấy, giống hệt như kiểu là Spider-Man vậy. Và theo như mình thấy thì nó khá là giống cái cần câu, nhưng mà thay vì lôi đối thủ lại thì bây giờ chính các bạn mới là người bị lôi đi. Nhưng mà thứ thú vị cũng như là thứ ấn tượng nhất mà mình thấy ở trong phiên bản này đó chính là một cái block có tên là Floater. Và cái block này nhá, cái tác dụng của nó thì rất là đơn giản luôn, nhưng lại khiến cho mình cảm thấy vô cùng ấn tượng. Đó là cái block này đây thì nó hoàn toàn có thể giống như kiểu là một cái tên lửa đẩy ấy. Và khi mà mình đặt nó vào bên trên một cái tấm gỗ như thế này nhá, sau đó mình sử dụng một cái đây mình sẽ dùng một cái nút nhá, đó, để có thể kích hoạt được nó. Thì như các bạn đang thấy, cái tấm gỗ đã di chuyển dưới lực đẩy của cái floater này. Và khi sử dụng cái floater này thì chúng ta có thể dùng nó để đẩy được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là một cái cây chẳng hạn. Đây, mình có thể dùng nó để khiến cái cây bay tít lên trên trời. Vãi cả trưởng. Ôi, nó có thể đẩy được bay cả một cái cây lên trên trời luôn này. Wow.
hoặc là các bạn cũng có thể xây một con tàu cùng bạn bè ra khơi và tìm kho báu 673.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan. Yeah. Nhưng mà các bạn cẩn thận bài kiện đấy. Hay là nếu như bạn thấy chướng mắt với một con dân làng nào đó, chỉ với một nút bấm, ngay lập tức con dân làng cùng với lại căn nhà của nó sẽ bay tút 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 lên trên trời luôn. Bạn sẽ không bao giờ gặp lại con dân làng đáng ghét đấy nữa. Yeah. Và cũng không quan trọng kích thước ở ngôi nhà nhá, chỉ cần một cục floater mà thôi, ngay lập tức cả căn nhà sẽ bị bốc lên. Cái thứ ba, các bạn đã quá quen thuộc với Minecraft với đầy rẫy những hình vuông và những cái ô pixel. Vậy thì mọi người đã bao giờ thấy một Minecraft mà không có một hình vuông nào, hơn nữa trông nó lại còn siêu thực tế bao giờ chưa? Chưa bao giờ thấy đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đấy, ôi. Ui, má nó tí chết. À đây thì cái này, cái bên này là lối thoát nhá, còn đây mới là lối vào các bạn ạ. Rồi, và bây giờ mình sẽ đọc cái quyển sách này trước nhá. Welcome to the one of the most realistic map. Go inside to see the temple. Oh, có vẻ như là chúng ta sẽ cần phải vào bên trong đây để có thể ngắm nhìn cái ngôi đền các bạn ạ. Oh. Ui. Cái nồi gì đây? Wow. Wow. Các bạn nhìn này. Oh my god. Đây thực sự là Minecraft à? Wow, và phải nói là nó chân thực đến mức mình không biết phải nói gì luôn các bạn ạ. Wow, và không biết là mình có thể đập được những cái block này không nhỉ? À không, chắc chắn là không được rồi. Wow, mình có cảm giác như kiểu là đây chúng ta đang vừa bước sang một thế giới khác ấy. Chúng ta vừa bước từ Minecraft ra ngoài đời ấy. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, đi vào trong căn phòng này thì chúng ta lại trở lại với trò chơi Minecraft quen thuộc. Còn khi bước ra khỏi căn phòng này thì yep, chúng ta đã đến một thế giới hoàn toàn khác. Yeah, và theo như mình biết đấy thì đây là một ngôi đền ở gì nhỉ? Ở Myanmar các bạn ạ. Toàn bộ ngôi đền này đã được phục chế lại và thêm vào cho Minecraft. Đây nha, thì mình sẽ bật luôn góc nhìn phía trước nhá để chứng minh cho các bạn thấy. Và hiện tại mình đang vẫn ở trong Minecraft, chứ không phải là mang một cái máy quay ra ngoài đời xong quay cho các bạn xem đâu. Ồ, và mình đang có một ý tưởng, đây là bây giờ mình sẽ thử tắt cái cánh tay và cái thanh máu của mình đi nhá, để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Wow, các bạn nhìn này. Wow, nó không khác gì một cái bức ảnh luôn. Đây, bây giờ các bạn hãy thử đưa cho một ai đó xem, để xem liệu có ai bảo đây là Minecraft không. Chắc chắn chả có ai bảo đây là Minecraft cả, cho đến khi họ đi vào bên trong đây. Đấy, thì bây giờ nó mới là Minecraft này. Wow, chi tiết vãi trưởng. Và bây giờ này, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái map, thậm chí nó còn chân thực hơn cả cái map vừa nãy. Mặc dù là cái map này nó chân thực và nó rộng hơn nhá, nhưng mà cá nhân mình vẫn thích cái map đầu tiên hơn. Đấy, rồi ok. Và cái map này thực sự nó khá là nặng, nên là cái quá trình load nó sẽ khá là lâu. Ok, và chào mừng các bạn đã đến với map thực tế nhất trong lịch sử Minecraft. Mặc dù là trông nó chả giống Minecraft một tí nào các bạn ạ. Nó quá là thực tế luôn. Thực sự luôn, điên vãi cả trưởng. Đấy, nếu như mà bây giờ mà các bạn tắt cái màn hình này đi nhá, thì trông nó không khác gì ngoài đời cả. Thực sự là nhìn con dân làng với lại con dân làng ở trong cái map siêu thực tế này, mình nhìn trông nó kiểu bị lạc lõng ấy. Tự nhiên lại có một sinh vật nào đấy vuông vuông đứng ở trong cái thế giới siêu thực tế này. Trông lạc lõng vãi cả trưởng. Đó. Các bạn đều trông nó nượng, trông nó kiểu chả ăn nhập gì với nhau ấy. Cái thứ tư chính là một cái shader khiến cho mình cảm thấy rất là ấn tượng. Mặc dù mình không dám nói đây là cái shader đẹp nhất, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là cái shader có bầu trời chân thực nhất. Và mình đã chỉnh sửa thế giới này nhá, để cho toàn bộ cái phần bề mặt của thế giới được bao phủ bởi một cái lớp băng. Và cái lớp băng này nó đã phản chiếu lại toàn bộ bầu trời, và nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác như là wow, chúng ta đang ở trên mây vậy. Thực sự thì mình không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả về cái khung cảnh này nữa. Nó quá là đẹp luôn. Wow. Những cái đám mây thì không ngừng trôi này. Đó, những cái đám mây trông hết sức là chân thực. Nhưng cái này nó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi nhá. Bởi vì cái shader này còn ấn tượng hơn cả bạn nghĩ rất là nhiều luôn.
Đây này, bạn đã thấy gì chưa? Wow, và như các bạn có thể thấy thì có vẻ như là chúng ta không xuống địa end nữa rồi các bạn ạ, mà hình như là chúng ta đang ở trên vũ trụ. Wow. Ôi, ở kia là cái hố đen này. Oh my god. Ok, có nghĩa là trước giờ đấy, khi mà chúng ta xuống địa end. Wow. Đứng trước vũ trụ, thực sự là mình trông quá là nhỏ bé luôn. Mình thậm chí là còn không to bằng cả một hạt cát ở trong đây luôn. Cái thứ 5 cũng chính là một trong những công trình khiến cho mình cảm thấy ấn tượng nhất. Mà thực ra nếu như mà mình gọi đây là một công trình thì cũng không đúng cho lắm. Bởi vì thực ra công trình này toàn bộ đều là một cái cỗ máy. Và độ phức tạp của cỗ máy này vượt xa tất cả những gì mà các bạn đang tưởng tượng. Và theo như mà mình biết được từ tác giả, cũng chính là người tạo ra cái map này, thì dự án này được tạo ra trong vòng 21 tháng và đã sử dụng hơn 357.000 cái command block để tạo nên. Trước mặt các bạn đây đó chính là 357.000 khối lệnh nha. Ồ, một con số thực sự rất là khủng khiếp. Và tại sao công trình này lại sử dụng nhiều command block đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì công trình này đã sử dụng hàng trăm nghìn khối lệnh để mang cả một trò chơi vào trong Minecraft. Và đó chính là trò Pokemon Red ở trên cái Game Boy ấy. Thực ra mình cũng chả biết nữa, bởi vì mình chưa chơi Game Boy bao giờ. Và mình cũng chưa chơi trò Pokemon Red này bao giờ luôn. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nghiệm cái trò chơi này nhá. Để xem cái trò chơi này rốt cục là nó có gì thú vị nào. Ồ, các bạn nhìn này. Ồ, chúng ta có thể điều khiển được cái nút này để chọn chế độ ở trên đây luôn nhá. Ồ, chúng ta đang thực sự chơi game ở trên Minecraft này các bạn ơi. Ok, này bây giờ mình sẽ xuống cầu thang này. Đó. Rồi và ở dưới đây không biết là đây là ai đây. Hello. Và thực sự là mình chưa chơi những game như thế này bao giờ, nên là mình cũng không biết phải chơi nó như thế nào luôn. Nhưng mà chỉ cần nhìn qua những gì mà mình đang thấy thôi, thì mình có thể thấy được cái cỗ máy command block này thực sự nó rất là bá đạo. Và mình tin chắc rằng đây sẽ là cỗ máy command block lớn nhất ở trong lịch sử Minecraft luôn. Và không chỉ có mỗi Pokemon là có phiên bản ở trong Minecraft nhá, mà có rất là nhiều game nữa, như kiểu là game rắn săn mồi này, hay là game cờ caro này, đó. Và còn rất là nhiều những trò chơi khác đã được thêm vào. Nhưng mà tất cả những trò chơi đấy đều thua kém Pokemon Red. Bởi vì trò Pokemon Red này thực sự nó là một trò cốt truyện nha. Và hơn nữa nó còn rất là đồ sộ, và mọi người sẽ cần phải chơi một thời gian dài mới có thể hết được game. Thế nên là những trò chơi đơn giản như kiểu là rắn săn mồi hay là cờ caro sẽ không thể nào so sánh được. Và đó chính là năm thứ ấn tượng nhất mà mình từng thấy ở trong Minecraft. Và nếu như mà các bạn có những thứ gì ấn tượng hơn thì hãy đừng quên comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì thời lượng video của mình cũng đã hết mất rồi. Đăng ký để giúp mình thêm động lực làm ra các video mới nha. Bye bye.